Ừ, sử dụng chìa khóa này. Tính năng lên xuống kính tự động của Hyundai Tucson 2022 ạ. Giữ 3 giây đấy, tự động xuống. Và lên lên kính thì giữ cũng giữ như thế 3 giây. À, rồi, tự động lên kính ạ. Là chúng ta chỉ sử dụng bằng chìa khóa thôi đúng không Mạnh? Đúng rồi. Nhưng mà phải giữ đến khi nào nó xuống hết kính. Ừ. Đúng rồi, phải giữ khi nào đến xuống hết kính. Còn chúng ta bỏ ra thì nó chỉ xuống đến khi mà mình muốn cài thôi. Chúng ta là bấm mở, bấm mở xong bấm khóa đúng không? Đấy, tức là mình muốn nó mở hé một tí. Mở nữa nào thì mình thì ấn, nếu mà muốn xuống kịch thì mình mới ra thôi. Đó. À, xuống bao nhiêu thì tức là mình chưa mình muốn xuống kính thì mình nhấn và giữ vào giữ nút mở khóa 3 nhấn giây. Và giữ nút mở khóa 3 giây. Còn mình muốn lên thì mình nhấn và giữ nút khóa 3 giây, đúng không? Ok, tính năng lên xuống kính tự động trên Hyundai Tucson 2022 quý vị ạ. Giữ 3 giây anh nhảy đi ạ được rồi.